Chào mừng bạn đến với lớp học giảm cân mãi không gầy của cô Miu Lê và thầy Kiều Minh Tuấn. Ai muốn mập bền vững thì ghi bài ngay. Cô Miu Lê. Cũng nổi tiếng hấp dẫn của miếng thịt nướng ta đành phải làm một hộp vậy. Mai ta giảm cân sao? Rồi còn dài mà. Gia đình ăn nhìn uống khổ lắm. Mập tí cũng được. Vui vẻ khỏe mạnh là được. Cách giảm cân hiệu quả nhất là Photoshop nha em. Photoshop. Thầy Kiều Minh Tuấn. Nếu bạn đang trong một quá trình giảm cân thì phải tập nói là không. Nếu ai đó hỏi bạn có muốn ăn một miếng hay không thì phải trả lời là không. Tôi muốn ăn.